7.8, nhiệt độ nước là 32.8 và 33 độ C đi. Rồi thì bỏ mình có nói với mọi người ví dụ mà mình nói mình làm một cái video mình chia sẻ lại cái ví dụ mà tôm da quá thì mình nói thì cũng nói chuyện cái vụ của mình trước đi. Đấy, đợt trước á mình bắt tôm da quá mà mình vèo ở ngoài ao mình á, mình làm cái lưới mùn mình vèo à, cái lưới này nè là ngày trước ngày sau chết queo chưa, mà lúc mình thả là mình thần kỹ lắm nha, mọi người coi nè, ở trong đó có cái cục oxy nó nằm ở trên cái nắp cái thùng mút đó màu xanh xanh đó, thấy không? Mình mua cái cục đó là cái cục đó nó chạy 8 dồi đó, là 4 thùng tôm bình thường, bình thường đâu 3-4 tiếng hồ là cái nước ở trong trong bọc tôm với cái nước trong thùng tôm á, tới lúc mà chuẩn bị thả với cái nước ở ngoài này ao là y chang nhau, không đo pH, đo độ mặn không khác miếng nào. Rồi thả xuống không búng một con. À, lúc thả đâu 9-10 giờ gì á, 9-10 giờ sáng bữa nay, ví dụ như mình thả 9-10 giờ sáng bữa nay đi, tới chiều ngày mai là đâu 4-5 giờ gì á, ra chết lạng, chết tanh, chết chìm đỏ thân luôn, tới đó cho mình nó chết, nó chết lâu rồi nó đỏ luôn rồi đó. Là lúc đó là nó chết trước cái lúc mà mình ra coi là 5 giờ là nó chết hồi nào đâu rồi, tới đó nó đỏ luôn đó. Nó cũng tôm da quá, mình không có nói tên công ty được, mình nói thì nó công. Rồi sau đó mình lại bắt tiếp một bài da quá khác khoảng chừng 20 ngày sau, mình thả tiếp một bài khác mình cũng về với trang vậy luôn. Thì cái bài sau á là mình có hỏi cái ông mà cái người mà mình gọi điện thoại mình đặt tôm á, là người đó là của công ty luôn nha, chứ không phải là cái người giao tôm ở địa phương đâu. Mình mới hỏi là tại vì á mình xem ở trên cái trang web, cái fanpage ở trên Facebook của chi nhánh Mona, công ty Mona ở Ninh Thuận á, thì mình không thấy cái tên cái công ty mà mình bắt đặt sau đó, mình không thấy cái tên đó có bắt tôm bố mẹ. Mình mới hỏi thì ổng mới nói là bên ổng chỉ bắt nào thôi chứ không có bắt tôm bố mẹ. Mình mới nói tiếp ổng, đầu ổng nói là ổng nói là chưa có nuôi tôm bố mẹ, nuôi đẻ ở Cần Thơ được, tại vì công ty này ở Cần Thơ. Mình mới hỏi ủa gì chạy anh công ty anh không có chạy bố chạy đẻ ở Ninh Thuận hả? Thì ông nói lại nó có, mà ông lại nói ban đầu là không nói về không nói là nói thẳng ngay từ đầu là không có bắt tôm bố mẹ đi, chỉ bắt nào từ công ty khác đi. Thì ban đầu nói mình là nói là cái chi nhánh ở Cần Thơ là không có nuôi đẻ được. Mình hỏi tiếp là công ty không có chạy đẻ ở Ninh Thuận hay sao? Thì ổng mới nói là có chạy đẻ Ninh Thuận, thì sao không mua tôm bố mẹ về cho đẻ? Mà bắt nào? Thì bây giờ á mình nuôi nông dân, mình nuôi quảng canh mà, mình bắt lần 2-3 thùng, 3-4 thùng. Rồi khi mình 1-2 thùng, 1 thùng cũng có. Là nhiều khi cô chú bác lớn tuổi cũng ngại cái vụ hỏi đó, mà mình hỏi mọi người nè, cái nguyên do từ đâu mà mọi người muốn bắt con tôm đó? Có phải là mọi người xem người ta thấy người ta nuôi tôm trúng tôm mau lớn hay gì đó không? Tất cả những con tôm mà mọi người xem đó thì mình thấy là nhiều cái kênh của mấy công ty lớn lớn á, có tiếng rồi đó, người ta quay như 79 hay Bình Minh á đó, toàn bộ đều là Mona hết, chính gốc là bố mẹ đúng là Mona Gia Quá, đúng là con tôm sú mà công ty Mona Gia Quá ra. Thì có phải là cuối cùng mọi người xem cái đó rồi mọi người muốn mua con tôm đó không? Đó, rồi muốn mua con tôm đó rồi đi tìm mua mà mấy con người kia
người ta bán, người ta cũng nói là giao quá, giao quá thì nói là giao quá biết không, thấy mọi người cứ nghĩ là giao quá là đúng tâm đó, nhưng mà không phải đâu. Bữa hổm mình có xem vô tình thấy một cái comment của cái chị giám đốc điều hành của Mona Ninh Thuận á, chị ấy nói á là công ty Mona giao quá tôm sú thì mới gọi là tôm sú Mona đó, tôm Mona đó, và tôm sú giao quá thì công ty Mona giao quá thì gọi là tôm sú giao quá Mona đó, và tôm sú giao quá thì có công ty khác giao quá nữa chứ không phải là chỉ có Mona giao quá không nha. Cho nên á, cái từ mà tôm sú giao quá đó là được hiểu á là người ta bán cho bạn đúng là bán cho mình đúng là con tôm sú giao quá đó, nhưng mà quan trọng là nó có phải là của công ty Mona hay không thôi. Thế thì mọi người giờ ngại hỏi đúng không, ngại hỏi cái nguồn gốc hay là giấy tờ hóa đơn chứng từ đúng không. Ví dụ mình mua hàng thì có hóa đơn rồi, công ty người ta xác nhận là người ta có bán tôm bố mẹ cho mình đối với những cái trại giống ấy. Bây giờ dân mình mua nhỏ lẻ thì mình ngại hỏi đó, thì bây giờ đơn giản thôi, thì để mình cái video này á, mọi người coi rồi mọi người vào cái phần mô tả mình sẽ ghi lại cái tên hay là dẫn cái đường link đó, mình cũng không biết gần mấy vụ đó nữa, để mà dẫn được cái đường link đó thì mình dẫn vô, dẫn đường link trang web hoặc là cái fanpage Facebook á, thì cho mọi người tìm cái hoặc là cái tên đó, rồi mọi người search theo cái tên đó ra đó, thì vào trong cái trang đó mình xem. À, khi mà công ty Mona Ninh Thuận á, người ta xuất tôm đi á, đó thì người ta sẽ ghi lại thành một clip, một khoảng thời gian gì đó, nguyên một clip công ty nào, ví dụ như công ty 79 bắt ngày nào bao nhiêu con, ở công ty Bình Minh bắt ngày nào bao nhiêu con, tất cả công ty nào mà có bắt đó là đều có chứng tỏ hết. Rồi thêm cái đó là rồi xong rồi thì mọi người trước tiên thì mọi người cứ nếu mà tìm được cái số điện thoại của công ty cứ hỏi lên, rồi cái bầy anh bắt ngày đó đó là bây giờ cái bầy đó là nó bán sức chưa, sức tôm con chưa, sức bót chưa. Thông thường thì tầm đâu khoảng đâu lanh quanh chừng tháng, từ tháng mấy ngày tới nửa tháng là người ta khoảng đó là người ta sức tôm rồi đó. Thì mọi người coi ví dụ như bây giờ mọi người thấy là ngày 30 tháng 5 là công ty ABC gì đó có bắt tôm giao quá bố mẹ đúng không, thì tới 30 tháng 6 mọi người hỏi lại, hoặc là khoảng chừng ngày 5 đến ngày 10 tây tháng 6 mọi người hỏi lại mình, là cách khoảng một tháng đến một tháng 5-10 ngày đó, là khoảng thời gian đó là khoảng thời gian là cái bầy tôm bố mẹ đó người ta có thể người ta đã xuất bót rồi đó. Đó mình nói thì tại mình nói cái khoảng thời gian mà bắt tôm từ lúc tôm bố mẹ công ty người ta lấy về cho tới lúc mà người ta xuất bót á, thì mình vừa mới tham khảo ở cái công ty 79 á, thì mình thấy cái ngày họ bắt cái bài bót ngày 30 tháng 5 á, thì cái bài bót nó hiện tại đang xuất nè, và họ mới nhập lại về bài bót mới ngày mấy gì đó, thì canh khoảng thời gian nó cứ khoảng bao lâu đó thì người ta sẽ xuất một bài đó, là mình lúc đó mình chắc ăn là mình bắt được những cái con tôm tốt. Mình nói theo cái mình tìm hiểu mình biết đến đó, mình nói đến đó thôi, có sai cái gì không đúng thì mấy anh em có biết thì mấy anh em có biết nha. Đó là về con tôm sú giao quá. Hồi nay đi nay hồi bữa lấy nước vô á, là mọi người nhớ có nhớ cái video trước á, là cái ngọn cây nó cao hơn này tí thôi nha, cao hơn này không chừng mình đổ chừng có chừng hai phân ba phân thôi, mưa bữa giờ biết bao lâu rồi, từ đó tới nay lâu lắm rồi đấy, mưa bữa giờ nó không giật luôn á, nó giật hơi xíu là nguyên ngày hôm nay ở xã Thái Bình là không có mưa nè. Mới ngày hôm nay là thấy là đi ra đây là thấy giật nè, mà độ pH là thậm chí mà nó còn tăng lên 7.8 nữa chứ nó không giảm. Mưa xuống đây hết bao nhiêu mưa vô đây mà pH nó không giảm. Độ pH này mình đấu nó cần đó phèn lắm gì đó. Tôm cua bữa giờ đang bị thiếu ăn, chống bơi xuồng vòng vòng á, bơi lên trên giáp vòng này nè, đáp vòng đất là mời khúc trên hậu đó, thấy nhiều mà cua hả, nó lội trên mặt nước, nó bơi chủm trên mặt nước như, kiểu như cá lên ngóp vậy. Ngày mai mua con hến con gì hai mảnh đu xong mua cho ăn nè, ăn tượng nó cắn nè,
dài qua lên đó. Mấy cái bờ này nè, nó tấp dọc dọc mé, gió nó đổi chiều quá nó bơi, nó tấp vòng bơi xuồng thấy nhóc. Giờ đi ra chơi một bao khoáng này nè, bê tông Việt An. Thì ở đây trên thành phần đó là thấy không, HIO2 65%, silic điêu, cái này là silic dioxit phải đó, rồi K2O, rồi kali nè, canxi nè, rồi nhôm nè, là 23 800 nè đó. Ở đây thì nó có tới 7 loại nè mọi người, thấy không nè, 2O mageo Fe23 đó, cung cấp khoáng chất tự nhiên thiết yếu cho tôm, làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao, kích thích ổn định tảo silic phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá, hấp thu khí độc NH3, ấn tượng rất hữu cơ lơ lửng trong ao liều lượng nè. Đó, thì có đây kích thích và ổn định tảo silic phát triển nè, đây mình giải thích cái dòng này cho mọi người coi nè, mọi người thấy không, HIO2 đấy, đây là cái loại silic dioxit nè, đây là cái thành phần cấu tạo nên vỏ tế bào của tảo khuê, hay là gọi là tảo silic đó. Thì cái tảo đó là nó có cái màu trà đó, tảo trà màu trà đó là nó đó. Đó thì cái bao này mình xài, thì tại vì mình xài cái bao này nó mất tiền hơn, mọi người muốn xài rẻ tiền xíu thì mọi người có thể sử dụng gieo mua loại tốt tí, tầm chừng 100.000 bao, 100, 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
Đó, tại cái bao gieo á thì trong thành phần bao gieo nó cũng có hai ba loại, nó hình như nó cũng có ăn là hao ba với lại bay hao ba nè, hai ba loại thôi với lại điêu hai, còn thằng này nó được tới 7 loại lận. Mình xài cái này mình cũng có xài gieo luôn, gieo nè, gieo này 100.000 bao. Mà cái bao gieo mình xài nè 100.000 bao là nó cũng khoáng, nhìn hàm lượng khoáng nó cũng hơi ngon á. Ad io 2. Còn nó bạn nó bị ngược cũng khó xem ha. Người thông cảm mọi người coi lại. Nè, ad io 2 nè, là hai qua nè, canxi magie nó thấy không? Đó, canxi là 6 đến 12% nè, magie là 0.5 đến 5% nè. Mình xài hai cái này rồi mình đâu có xài ba cái vôi nữa đâu. Vôi thì đúng là rẻ tiền mà nó chỉ có canxi thôi. Ví dụ như vôi nông nghiệp hoặc là vôi như nóng thì chỉ có canxi. Còn dolomit thì đường được thêm magie. Nhưng mà nó thiếu mấy cái kia. Mấy hai cái này thì mình xài là có đủ hết. Bây giờ chuẩn bị đi đặt một bao vôi với lại một bịch vitamin. Bổ sung thêm vitamin nữa. Lâu lâu mình vẫn chơi một bịch vitamin này vô. Loại này nè, loại này thì mọi người tìm cái tên cái chữ Remit 100 này mua ở trên Shopee ấy thì khoảng chừng 80-85.000 một bịch á, một bịch 1 kg. Bình ở đây là mình chống sốc là mình chơi bịch này luôn nè. Cái bịch này ở trong đây là sử dụng được 1 kg cho 1.000 khối nước nè. Mọi người thấy không? Thì đối với ao quán canh của mình mà lấy nước thấp thấp khoảng chừng 4 tấc nước thì 1.000 khối này tương đương với gần khoảng chừng 2 công đất đó. Ao bèo mà một công đất là chơi một bịch này vô là ngon lành luôn, trước khi tháo ôm á này. Vitamin từ lưa tắc bét ở trong này cho luôn nè. Bổ sung vitamin cho nó. Còn nó trên đây là hàm lượng nè, chỉ tiêu chất lượng của nó nè. Thế thì mua hàng á sao mọi người mua để coi xem cái. Có nhiều loại á mình thấy á. À, mọi người thấy cái con dấu này không? Đấy. À, con dấu này nè. Dấu này gọi là cái gì đúng không? Cái đó gọi là chứng nhận hợp quy. Thì một sản phẩm á mà nếu mà muốn đưa ra thị trường để mà bán ông đưa tiêu thụ ngoài thị trường á thì bắt buộc phải có chứng nhận hợp quy đó. À, là hàng chất lượng á, có kiểm định đàng hoàng á, có giấy phép đàng hoàng á. Chưa đẹp nè, này như mới ủ lại hôm qua, nhưng qua mình đi tạc mình mới ủ lại, màu này là chưa dùng nè. Thấy gió quá cho mọi người để ý là thấy nó ở dưới nó chấm lấm tấm lên á.
đó, mọi người thấy để tấm lá đó là nó đang lên bọt đó nè, mọi người nhìn kỹ chỗ này đây. Đó, nó đang bọt, nó đang lên rồi, thấy không? Thêm cái nữa sẵn đây nói luôn, thì cái bọt nè với lại cái màng men ở phía trên mặt nè, để lựa chọn một cái loại men vi sinh á, thì bữa giờ mình cũng xem nhiều mà mình thấy á là lên cái khí nó ở dưới đáy nó nổi lên nhiều quá, đó là một cái chủng men, là cái do chủng men thôi nha. Còn có loại men á là nó không có lên cái khí đó, nhưng mà nó có cái ván trắng trắng, cái màu ngà ngà đóng trên mặt á, đó thì cái đó là một chủng khác, thì mọi người đừng có quan tâm tới chuyện đó, đó chẳng qua là hai chủng vi sinh thôi, thì nó sẽ cho ra cái kết quả ủ khác nhau, chứ không phải là lên sâu nhiều là mạnh. Thằng sâu nhiều đúng mạnh, nhưng mà nếu mà hai loại men giống nhau á, của hai công ty khác nhau nhưng mà chủng một chủng vi sinh giống nhau á, thì thằng sâu nhiều đương nhiên nó phải mạnh hơn sâu ít rồi đó, nhưng mà thằng loại mà lên khí, lên bọc khí với lại loại mà đóng cái bán men ở trên, hai loại đó là hai chủng men khác nhau, mà mọi người không có lên so sánh hai thằng đó với nhau để mà nói là thằng nào tốt thằng nào dở. Cái ngày xưa á là người xưa người ta có câu á, đọc báo để hiểu biết thêm, còn bây giờ á thì nó khác nha, bây giờ á là mình hiểu biết mình mới đọc báo mà, thì mình nói á, ý là mình á là mình nên tìm hiểu trước đi, mình hãy sử dụng cái sản phẩm gì đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải biết ở dưới cái ao của mình á là nó cần cái gì mình mới xài, chứ còn mà nghe lời người ta mà xài xuống đây mình nói thì mọi người nuôi chắc chắn là không có chịu nổi, tiền nào chịu nổi là lỗ chắc ăn luôn, chưa nói tới cái chuyện tôm giá cao ngút còn lỗ nữa, chứ đừng nói là tới bây giờ tôm là lẹt đẹt gì. Nói thôi giờ mình đi, nói nhiều quá thôi, mình đi xài hai cái thằng này qua khoáng này với cái bịch vitamin. Dưới này giờ cua quá trời cua, không biết bữa giờ chắc nó đi chắc cũng dữ lắm hay sao, thấy lội quá trời lội luôn, năng nhiều quá, hổm là mọc banh chành mọc hổm, thấy mọc năng, thấy mọc nhiều lắm mà giờ nó kẹp, thấy đâu có biểu vậy này. Mình bữa hổm mình không biết, mình mới nuôi lần đầu mình không biết, mình còn nghĩ là năng nó bị có sự cố gì, nó chóc gốc nó chết hay sao, nó đưa đứt rễ, nó hư, nó húi rễ gì nó chết, ai ngờ đâu mà nhìn kỹ lại thì còn là cua ăn không. Cái khúc trắng trắng ở dưới là nó ăn banh ở trên, còn khúc xanh lè và khằng ở trên, khúc trắng trắng non non nó ăn ở trên. Rồi chào mọi người nha.